cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay cha. Vực sâu đâu ngăn niềm tin mãi mãi, giờ chi đêm đen hay ngàn cơn giông tố, tình thương trao nhau nơi đó khác chi thiên đường. Hallelujah, 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 hallelujah. Ngày 19 tháng 6 năm 1988 đánh dấu một sự kiện trọng đại trong lịch sử Công giáo dân tộc. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị phong thánh cho 117 vị tử đạo tại Việt Nam. Chào dân Việt Nam thân mến, cha quý lỗi, cha chung con, tu bún phong trôi, tuôn về là má, vinh gai hàn hoan, mung chú tan tu đạo, vinh chú qua giáo hội, chung con hôm nay, xin thiên chúa, chúc lắng cho chúng con và cha cao chúc cho chúng con sống sung đang đôi sống con chào các vị anh hùng. 30 năm sau dấu mốc ấy, Giáo hội Công giáo Việt Nam tôn vinh và kêu gọi người Kitô hữu Việt Nam sống theo tinh thần của các ngài trong đời sống hàng ngày, bởi các ngài đã sống bằng tình yêu nồng nàn của gia đình, trọn vẹn tình yêu với tha nhân, son sắc tình yêu quê hương đất nước. Từ ơn Chúa Thánh Thần soi dẫn, dòng máu yêu thương và tử đạo của các thánh cuồn cuộn trong huyết quản dân tộc. Và trong tình yêu kính các thánh tử đạo, những người Việt chúng ta dành trọn sự tôn thờ và kính mến đến một vị tử đạo. Dù vẫn đang trong quá trình tuyên thánh, nhưng ngài đã đứng ở một vị trí rất riêng từ sâu trong tâm thức. Đó là vị chủ chăn đã sống trọn đời gương nhân đức, quên mình để hy sinh vì ân tình con di. Khắp người con đất Việt, từ các ngã đường tận những chân trời xa nghìn cây số, cứ mỗi năm lại quy tụ về đây hành hương để tìm đến ngài, để viếng ngài và mong nhận được ân sủng, hoa trái ngài để lại cho đời thật quý giá đến vô cùng. Ngài là vị mục tử Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Thank you.
cha Francisco Xavier Trương Bộ Diệp, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1897 tại Cồn Phước, Chợ Mới, An Giang. Mẹ ngài mất lúc ngài mới lên 7. Sau đó, theo cha lên xứ Tháp Chùa Campuchia làm ăn sinh sống. Rồi cha ngài tục nguyện ngày năm sau. Năm 1946, biến cố lịch sử tại quê hương Tắc Sậy, ngài chịu tự đạo. Thi hài ngài được chôn cất trong phòng thánh nhà thờ Khúc Tréo. Đến năm 1969, hài cốt ngài được di dời về nhà thờ Tắc Sậy. Ngôi nhà mộ của ngài được trùng tu và khánh thành ngày 4 tháng 6 năm 1989. Và ngày nay, ngôi mộ của ngài là một cao điểm hành hương, không những cho người Công giáo mà cho cả đồng bào bên lương. Yeah.
đến mẫu gương cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp, không thể không kể đến những sự lạ, dấu lạ mà chính những người trong cuộc đã được mắt thấy, tai nghe và nhận được phúc lạ kỳ diệu ấy. Cái người ngoại đạo, nhưng mà tôi có sự tín ngưỡng cha Francisco Trương Bửu Diệp. Tôi cũng nghe rất nhiều người nói về cha, rất là yêu thương những người chúng sanh trên ngoại đạo và trong đạo. Bao nhiêu người, bạn bè và tất cả chúng sanh nhiều điều như nói, cha rất là có cái lòng từ bi bác ái, lo cho chúng sanh và lo cho tất cả, bây giờ đều ủng hộ cho con người. Thì tôi thấy tôi đến đây để tôi cầu nguyện cha, vì cha đã phù hộ, cha phải cảm ơn cho tôi được những cái của tôi linh nghiệm, cho đến nay cái lòng tự nguyện của tôi đến đây tín ngưỡng và ngưỡng mộ cha. Sau này tôi sẽ còn đến để coi như là lại cha và giá cha nhiều hơn. Các cô đến là cô đến là để viếng cha, và thứ hai là để tri ân, mà chính là thắp một nén hương lên mộ cha. Là và một cái mong muốn nhất của các cô ấy là bây giờ lần đầu tiên đến Cà Mau, cha linh thiêng ha, phổ độ cho đầu tiên là dân Cà Mau được mọi người ăn khang thịnh vượng, khỏe mạnh và làm ăn phát triển lên, và sau cùng là đến cả đất nước Việt Nam mình. Xuống tới đây thì nó rưng rưng trong những nỗi niềm mà mong sao cha cho những cái ước nguyện của mình, và mình phải đặt tất cả những niềm tin mãnh liệt vào đó. Lạy Chúa, lạy cha Francisco Trương Bửu Diệp nhân từ, người là bậc thánh ở cạnh đấng cứu thế đầy quyền năng, xin cha giúp con vượt qua mọi khó khăn hiện nay. Gia đình chúng con tạ ơn cha. Và hiện nay Giáo hội Công giáo chưa phong thánh cho cha Trương Bửu Diệp, nhưng kỳ thực trong lòng nhiều tín hữu Công giáo, kể cả những người thuộc các tôn giáo khác, đã coi cha như một vị thánh nhân. 72 năm đã trôi qua, Ngài đã kiên trung tự đạo vì danh Chúa, vì đoàn kiên, và cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp mang dấu ấn sâu đậm đối với người Công giáo và nhất là người lưu dân. Đó là dấu chỉ của tình yêu, dấu chỉ lòng thương xót của Thiên Chúa. Cha Diệp vì thế trở thành chiếc cầu nối để lòng mến mộ mỗi người ngày một bền chặt. Khắc nhớ lời dạy của cha, mỗi người chúng ta cũng hãy trở thành những nhân chứng sống động của tình yêu như gương xưa của người. Tình cha sao cứ mãi vấn vương, ơn cha con mãi khắc tâm đường. Biết bao tình thương như biển rộng, tấm lòng tròn vẹn cả giáo lương.